hai tên trộm nhân lúc trời tối lặng lẽ lẻn vào cảng Giang Nam, mở cửa container ra thấy có vô vàn những vật dụng. Hai người họ mừng rỡ. Đột nhiên có một con mèo lao ra từ góc tường, liền nhảy thẳng vào kẻ gần đó. Trên cổ của anh ta để lại vài vết cào rất sâu, nỗi đau thấu xương thấu thịt bắt đầu. Wang Yi bắt đầu không thể khống chế bản thân, anh bạn đồng hành không nhịn được nữa đuổi theo xe của hắn ta. Ai mà ngờ vừa mới lại gần, người đàn ông cắn vào cổ anh ta. Anh bạn đồng hành đau đến mức hét lớn, dùng hết sức đẩy hắn ta ra. Wang Yi rơi xuống sông Hàn mất đi sự tỉnh táo. Ai ngờ rằng sáng sớm hôm sau, Wang Yi đột nhiên tỉnh dậy, chỉ thấy anh ta men theo bức tường bò lên bờ, khuôn mặt không thể kiểm soát được co giật dữ dội. Không ngoài dự đoán, anh ta đã bị một loại virus lây nhiễm. Thành phố phồn hoa náo nhiệt, một đám người đang giơ điện thoại ra quay. Hóa ra là Wang Yi ngồi dưới đất đang ngấu nghiến ăn thịt chim. Đây cũng được coi là tin tức hot nhất trong năm rồi. Mọi người vây quanh chật kín không chịu rời đi, cho đến khi có hai vị cảnh sát xuất hiện. Wang Yi dường như bị dọa cho sợ hãi, bỏ chạy đến cái bóng cũng không thấy đâu. Lúc này anh ta vẫn còn một chút lý trí, nên vẫn chưa động chân động tay với mọi người xung quanh. Cùng với thời gian thay đổi, mức độ truyền nhiễm của Wang Yi ngày một nghiêm trọng hơn. Đến cả ánh mắt cũng bị biến thành màu đỏ. Một người tài xế thấy anh ta đang cản đường, tức tối nên đã mắng hắn ta mấy câu. Ai mà ngờ Wang Yi đuổi theo tên tài xế đó, đi vào hầm của trung tâm thương mại. Tên tài xế vừa cột hàng xong, Wang Yi lao đến cắn thẳng vào cổ ông ta. Sau khi ăn no, anh ta nhìn qua gương, thấy được dáng vẻ của mình, liền sợ hãi hét lớn. Khi màn đêm buông xuống, Wang Yi đã hoàn toàn biến thành một con zombie, thấy người sống là anh ta lao đến. Dịch bệnh rất nhanh đã lan ra khắp cả trung tâm thương mại. Sau khi bà chủ trung tâm thương mại phát hiện ra sự việc, phản ứng đầu tiên không phải là báo cảnh sát, mà là kêu bảo vệ khóa cửa trung tâm thương mại lại. Nếu như để người khác thoát ra làm lộ tin tức, tất cả những cửa tiệm thuê bên trong đó đều không ra ngoài được. Và lúc bà chủ thoát ra từ cửa sau, nhưng lại không muốn dịch bệnh này truyền nhiễm thêm nữa, nhưng nó lại phát triển nhanh hơn bà ấy tưởng tượng. Bất luận là sảnh lớn hay là hành lang, tất cả biến thành thiên đường cho thây ma hút máu. Bên ngoài trung tâm thương mại phố đã lên đèn, mọi người qua lại tấp nập vui nhộn. Nhưng bên trong trung tâm thương mại, lập tức như một bộ phim đang được quay vậy. Khu vực nghỉ ngơi của nhân viên không bị ảnh hưởng đến. Một nhóm nhân viên đang ngồi xem video hồi sáng Wang Yi ngồi ăn thịt chim sống. Quản lý bộ phận có chút hứng thú. Anh ta là một người livestream, gần đây đang đau đầu về vấn đề nội dung video. Nhưng video hồi sáng của Wang Yi không phải là một kho báu ư? Đồng nghiệp Ti Su khuyên anh ta tỉnh táo lên đi, làm tốt công việc của mình đi. Chính vào lúc này, bên ngoài cửa bà chủ hô lớn. Ti Su nghi hoặc mở cửa ra. Đây đã là đoạn cao trào chưa? Bà chủ vô tình nhìn thấy video của Wang Yi, sự sợ hãi lại càng mạnh mẽ hơn. Hét lớn chính là tên này cắn người ở trung tâm thương mại. Và lúc mọi người đang không hiểu gì hết, quản lý lộ ra vẻ thích thú vô cùng. Đã đến lúc anh ta trổ tài làm một vị livestream rồi. Thế là dẫn tất cả mọi người rời khỏi, chuẩn bị quay một đoạn video. Chỉ có vị bảo vệ vừa đi vào cùng là không đi theo ra, bởi vì anh ta biết mức độ nghiêm trọng của bên ngoài. Vết cắn trên tay anh ta đang không ngừng chảy máu. Nhưng đám người vừa rời đi vẫn không hề hay biết tình hình bên ngoài đó. Lúc này đang từ thang máy, từ từ mở cửa ra xem. Khắp cái trung tâm thương mại đâu đâu cũng là thây ma cắn người. Ai ngờ được một lúc sau, một thây ma lao đến, một nửa người kẹt ở cửa. Thấy ngày càng nhiều thây ma, Ti Su đạp một phát cho thây ma ngã ra. Đám người họ bị dọa cho chân mềm nhũn, không ai dám ở lại quay video nữa. Tên tóc xoăn không muốn như vậy, bởi vì video vừa nãy tăng view rất nhanh. Anh ta còn muốn kéo nhân viên Min trong mạo hiểm cùng mình. Nhưng vào lúc này, Wang Yi đột nhiên xuất hiện. Ti Su không kịp nghĩ nhiều, nhảy lên đá anh ta văng ra. Nhưng cho dù là anh ta đánh tay không thì cũng đánh không lại. Thay mà đó, nhóm người còn lại bị dọa cho giặt hết vào góc tường. Người đàn ông tóc xoăn trong lúc hoảng loạn đẩy tên nhân viên lên. Kết quả là không ngoài dự đoán, tên nhân viên đó đã trở thành bữa tối của thây ma. Những người khác không dám dừng lại, nhân cơ hội chạy về văn phòng của nhân viên nghỉ ngơi. Lúc này có vô vàn những thây ma đã đột nhập vào. Người đàn ông tóc xoăn vẫn không ngừng quay video. Ti Su thật sự không thể đứng nhìn thêm được nữa, lao đến giật lấy điện thoại. Chúng ta nên nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Min Jong lấy điện thoại định báo cảnh sát, bà chủ nhanh chóng lao đến giật lấy điện thoại. Nếu như chuyện thây ma này bị truyền ra ngoài, cái trung tâm thương mại này phải đóng cửa đó. Mọi người đều cạn lời luôn. Đến bây giờ bà còn nghĩ đến lợi ích bản thân à? Vị bảo vệ bị thương hồi nãy đột nhiên đứng lên, hung dữ cắn vào cổ bà chủ. Ti Su nhanh chóng lao lên ngăn cản thây ma. Tên tóc xoăn mà Min Jong rời khỏi văn phòng. Ai mà ngờ được ngoài hành lang lại có thây ma. Tên tóc xoăn đó lại giở trò bẩn thỉu ra, lấy Min Jong chắn trước mặt mình. Lúc này Ti Su vừa mới giải quyết xong tên bảo vệ, thấy cảnh đó, lập tức kéo Min Jong lại. Tên tóc xoăn sợ hãi gào lớn, rất nhanh anh ta đã bị thây ma cắn vào cổ. Ti Su nhanh chóng kéo Min Jong rời đi. Hiện nay cả cái trung tâm thương mại đâu đâu cũng toàn là thây ma, khắp nơi đều là thây ma đói khát. Ti Su và Min Jong chạy về phía trước, cuối cùng cũng trốn trong căn phòng tạp vụ.
Min Jong lúc này căng thẳng nói không ổn. Cô ấy cho rằng cứ trốn mãi ở đây cũng không phải là cách, nhất định phải quay lại văn phòng để báo cảnh sát. Ti Su nghĩ thấy cũng đúng, nhìn tình hình một hồi, không ngờ phát hiện một bộ đàm trên giá, lập tức nghĩ ra một cách. Chỉ thấy anh ta đưa bộ đàm xuống dưới, tất cả những thây ma nghe thấy âm thanh đều lao về hướng bộ đàm. Cho dù là đã mất đi ý thức, lúc này cũng từ từ đứng dậy. Quả nhiên âm nhạc không có giới hạn, nên Ti Su và Min Jong không dám bỏ lỡ một giây nào, nhanh chóng chạy đến văn phòng. Ai ngờ giữa đường lại gặp phải thây ma. Ti Su rất nhanh đã ngăn cản đối phương lại. Min Jong bên này đang định đi đến giúp đỡ, ai ngờ tên tóc xoăn đột nhiên đi đến. Anh ta đặt tay lên vai Min Jong, có ý ve vãn Min Jong. Min Jong nhớ lại Ti Su dạy mình chiêu thức phòng thân, một cú đánh khiến anh ngã về sau, sau đó đấm một cái rất mạnh. Một cú đánh không những tấn công tên tóc xoăn, lại có thể giúp Ti Su giải quyết một tên thây ma. Hai người không dễ dàng mới có thể về đến văn phòng. Min Jong lại phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu. Ti Su thử gọi điện thoại, kết quả là cũng liên tục không liên lạc được. Trong lúc hai người đang bàn luận, Wang Yi lại một lần nữa xuất hiện. Bây giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi. Min Jong lấy hết dũng khí ra chiến đấu. Hai người cùng hợp lực, cuối cùng cũng có thể đánh gục được Wang Yi. Ti Su cảm thấy đợi cứu viện đến là không thể, nhất định phải nghĩ cách để thoát ra khỏi nơi đây mới được. Thây ma trong trung tâm thương mại nhiều quá, hai người chỉ có thể chiến đấu đến cùng thôi. Với ánh hào quang tỏa sáng nhân vật chính, hai người họ không dễ gì mới thoát khỏi thây ma. Đi đến thang bộ của trung tâm thương mại, Ti Su vốn định từ dưới hầm chạy thoát, nhưng rất nhanh đã nghe được bước chân của thây ma. Không ngờ rằng nơi đây cũng có thây ma, anh ta chỉ đành quay lại sảnh lớn. Thây ma gần đó gửi thấy liền di chuyển. Ti Su kéo tay Min Jong chạy, nhưng cứ như vậy thì cũng không phải là cách hay. Ti Su đột nhiên nghĩ ra một cách, cho Min Jong vào trong xe, còn anh ta một mình chiến đấu bên ngoài, đánh đuổi hết đám thây ma. Nhưng anh ta đã đánh giá thấp đối thủ. Min Jong ở bên trong xe, rất nhanh đã bị thây ma bao vây. Min Jong bị dọa cho đứng ngồi không yên, vô tình mở nhạc trong ô tô lên. Lần này thì hay rồi, ngày càng nhiều thây ma bao vây. Ti Su đứng trên nóc xe cảm thấy tuyệt vọng. Anh ta thử đuổi những thây ma đi. Đối với những thây ma mà nói, chỉ là mũi đốt cột điện thôi. Ti Su càng thấy tiêu cực, tức giận không ngừng đập xuống đất để tạo âm thanh. Chiêu này thế mà lại có tác dụng, thành công thu hút sự chú ý của thây ma. Min Jong trong xe ngây người ra, mắt nhìn thấy Ti Su bị đám thây ma đè lên. Cô ấy nhanh trí lấy bình cứu hỏa, xịt thẳng vào đám thây ma. Dường như đám thây ma lại mẫn cảm với bột trong bình chữa cháy, bị xịt cho rẽ ra bốn phương tám hướng. Thật may mắn là Ti Su không hề bị thương. Hai người họ một người trước một người sau đã đi đến hầm, nên đang vội vã tìm xe để rời đi. Wang Yi lại một lần nữa xuất hiện. May mà đối phương chỉ có một mình. Min Jong và Wang Yi không hề hoảng. Nếu đã có thể đánh bại ngươi một lần nữa, thì đánh bại ông thêm một lần nữa cũng không phải khó khăn gì. Hai người xông lên, thuận thế đẩy tên thây ma ngã ra. Ti Su không chậm trễ, cũng lao lên, thẳng tay trừ khử tên thây ma. Nhưng hai người vừa mới thở phào, bà chủ trung tâm thương mại bò từ gầm xe ra. Ti Su vì bảo vệ Min Jong, không may bị thây ma cắn vào chân. Min Jong trong cơn giận dữ, trực tiếp cầm cây gậy bóng chày đánh thẳng vào bà ta. Nhưng lúc này Ti Su khuôn mặt đau đớn, tiếc là không thể tiếp tục bảo vệ Min Jong, hy vọng cô có thể sống tốt. Min Jong bị những lời đó làm cho cảm động đến hồ đồ luôn, liền ôm cậu ấy vào lòng. Ti Su chuẩn bị đổi một nơi khác hai người tiếp tục nói chuyện, nhưng vừa mới đứng lên đi được mấy bước, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi từ chân ra, nhặt lên thì hóa ra là răng giả. Hóa ra bà chủ không hề cắn Ti Su bị thương, trên chân cậu ta đến một vết thương cũng không có. Cảnh anh hùng bi thương đã thất bại rồi. Ti Su ngại ngùng, thế là lập tức đổi một chủ đề mới, đề nghị đi lên sân thượng xem tình hình sao rồi. May mà chuyện Ti Su lo lắng không hề xảy ra, bên ngoài mọi thứ vẫn yên ổn, cảnh thượng phồn hoa nhộn nhịp. Nhưng lúc này trung tâm thương mại thây ma lại mạnh hơn, không bao lâu nữa cả cái thành phố này sẽ gặp phải tai họa. Nội dung bên trên chính là bộ phim đáng sợ của năm 2023, toàn bộ nội dung về zombie Giang Nam. Hy vọng mọi người hay nhấn like, theo dõi. Hẹn mọi người ở tập sau.